Thưa bác, đạo Phật dạy luân hồi là gì ạ? Luân là luân chuyển, hồi là trở lại chỗ cũ. Luân chuyển trở về chỗ cũ gọi là luân hồi. Vì thế mà tôi nói là trái đất nó quay 365 ngày nó trở lại mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết nó quay tìm 365 ngày mùng 1 Tết tiếp và luân hồi. Luân chuyển trở lại chỗ cũ gọi là luân hồi. Dạ thưa bác, đạo Phật dạy giải thoát là gì ạ? Giải thoát là thoát ra ngoài cái quy luật sức hút vật lý. Đó, bởi vì cái đạo Phật nó kêu bằng nó thực tế nhất á. Bây giờ anh muốn ở trong này thì luân hồi, anh muốn hóng luân hồi thì mới đi ra ngoài. Đi ra ngoài cái sức hút vật lý thì mới là giải thoát được. Vì thế mà cái này nó khó, không ai trước khi mà Thiền Tông chưa công bố ra chưa ai hiểu giải thích nổi chữ giải thoát đâu. Không ai giải thích nổi chỗ này mà chỉ nói thôi chứ không giải thích rõ ràng. Duy nhất chỉ có Thiền Tông mới giải thích rõ ràng là giải thoát bằng công thức đi đàng hoàng chứ không phải mơ hồ. Rồi câu hỏi tiếp đi.